Và video tiếp theo này sẽ là một cuộc gặp gỡ vô cùng thú vị và ngạc nhiên. Ngày tiếp theo ở Comoros mang lại cho mình một sự ngạc nhiên vô cùng thú vị. Vì thật là một phụ kiện dùng cho máy tính, do vậy mà mình đã phải tìm một cửa hàng điện tử để mua một thiết bị khác. Rất vô tình mình tìm được một cửa hàng ở trong trung tâm thành phố và ông chủ của cửa hàng này là người Hàn Quốc. Và sau khi trò chuyện thì được biết bà xã của anh này là người Việt Nam. Và không bỏ qua cơ hội này, mình đã tìm cách sắp xếp một cuộc gặp gỡ để cùng trò chuyện với bà xã của anh chủ quán này. Và cuộc sống luôn có sẵn cho chúng ta những điều thú vị vô cùng bất ngờ. Bởi ở một quốc gia nhỏ bé, xa xôi và vô danh này, một điều vô cùng bất ngờ là lại có thể gặp một người Việt ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ vào trong một quán cà phê để trò chuyện cùng bạn Trang về duyên cớ của bạn đó tới quốc đảo này cũng như cuộc sống ở đây. Bây giờ em có thể giới thiệu qua một chút tên tuổi của em và lý do tại sao lại em lại tới sinh sống ở Comoros được không? Em tên Trang. Lý do mà em qua đây sống thì nó do duyên phận á. Thì em gặp ông xã em là ở Việt Nam, rồi tụi em kết hôn rồi qua đây sinh sống nha. Yeah. Thế ông xã em là người nước nào và em bọn em sang đây làm ăn hay làm gì? Dạ, ông xã em là người Hàn Quốc, thì tụi em qua đây thì làm ăn, ông xã em thì làm ăn ở đây lâu lắm rồi. Dạ, thì sau này đi về Việt Nam du lịch thì có chút nhờ có một người chị giới thiệu, rồi sau đó tụi em mới gặp nhau, rồi tụi em quen nhau, rồi sau như những năm tìm hiểu rồi tụi em kết hôn rồi qua đây sống thôi. Dạ. Vậy là em đã theo ông xã sang đây được bao nhiêu năm rồi? Dạ, nếu tính ra từ lúc cưới đến giờ là được 10 năm. Dạ, tụi em kết hôn năm 2013, năm nay là 23, là đúng 10 năm luôn á. Thế cái cảm nhận đầu tiên khi ông xã em bảo là bây giờ chúng mình sẽ sang sống ở một quốc gia ở châu Phi mà có thể là em chưa nghe tên bao giờ cả, cảm giác đầu tiên khi như thế nào, cảm thấy như thế nào? Lúc đó em cảm giác hơi lo xíu xíu nhưng mà cũng hơi thú vị, tại vì mình sống một cái đất nước mà nó rất là nhiều người nè, rồi cái gì nó cũng có sẵn hết á. Mà cái tính của em thì lại thích tìm, như là thích chút xíu năng động, chút xíu tìm hiểu những cái gì mà nó mới lạ này kia nọ, cho nên em cũng cảm thấy thú vị. Sau này nói thì ảnh sẽ kể những cái lúc mà hai đứa tìm hiểu nhau á, thì ảnh sẽ kể cuộc sống bên này như thế nào, rồi ảnh đi làm sao, rồi ảnh cũng hay cũng video call cho em rồi chia sẻ cuộc sống của ảnh bên này. Thì em cảm thấy sao cuộc sống bên này nó đơn giản mà nó cảm thấy nó mộc mạc và nó thú vị. Thế trước khi sang đây em đã từng nghe đến tên nước Comoros bao giờ chưa? Thật sự là lúc mà ông xã em ảnh nói là em nó ủ nước đó nước nào vậy ta, trời ơi nằm đâu vậy, bắt đầu em lên mạng em tìm nó sao mà nó lạ quá ta, nó sao mà nó nhỏ xíu xíu à, mà giúp nó tính ra nó không bằng cái thành phố của mình luôn á, nó nhỏ như vậy đó, cho nên cũng bất ngờ ghê lắm. Nó cũng tìm hiểu trên mạng một số rồi cũng lúc đó mới biết. Thế cái cảm giác đầu tiên khi em nghĩ đến việc là sẽ tới Comoros sống thì nó như thế nào? Cảm giác đầu tiên mà khi tới Comoros sống hả? Cảm nghĩ đầu tiên khi mà trước khi bước chân qua đây, hay là trước khi bước chân qua đây thì mình cảm thấy là mình sống với người mình yêu, rồi mình sống, rồi mình cảm thấy là một cuộc sống màu hồng, rất là nghĩ là thú vị, nghĩ là rất là thích. Nhưng mà sau khi mình qua đây rồi thì cũng thú vị thiệt, nhưng mà cũng hụt hẫng thiệt. Tại vì đầu tiên á, anh đi xuống sân bay á, là anh sẽ nhìn thấy biển không. Tại vì nó là một hòn đảo, anh cảm thấy biển không là cái nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ là cây không. Cây không, không có một cái nhà nào hết. Còn hoặc là có nhà thì nó sẽ là nhà tôn. Mà nhà tôn như hồi ở bên mình á, thì nó bất ngờ ghê lắm. Nó giống như là nó đúng nghĩa là nhà tôn luôn á. Mái tôn rồi xung quanh tường cũng tôn luôn. Là đi vô đi hoài không thấy thành phố đâu hết. Là đi rất là xa và rất là còn cảm thấy nó hơi bị chơi với, hơi bị hụt hẫng chút xíu. Thế sau khi sang đây rồi thì em thấy em hòa nhập với cuộc sống ở bên này như thế nào? Sau đó, lúc mà tụi em mới kết hôn xong đó, thì em qua đây á, nó làm cho mình rất là stress, rất là mệt mỏi. Tại vì
buồn anh. Ở Việt Nam mình á là thường là bình thường, nhà bình thường thôi thì 10, 11 giờ mình mới ngủ. Ha. 9 giờ mình còn có thể ăn cơm, coi tivi ha. Nhưng mà về đây thì 8 giờ, 8 rưỡi là phải đi ngủ rồi. Dạ. Thật sự mà nói. Tại vì không có gì hết á. Tivi thì toàn là đài của dân ở đây nè, tiếng Como nè, hoặc là đài tiếng Pháp, mà lúc đó em mới qua thì tiếng Pháp em không có biết. Em chỉ biết tiếng Anh thôi. Thật sự bây giờ tiếng Pháp cũng không rành nữa, chỉ biết những cái từ cơ bản để mà đi chợ, đi đồ thôi chứ còn không có rành. Nhưng mà nó buồn, nó hoang vắng, nó hụt hẫng nhiều thứ lắm. Cho nên hả, mình phải từ từ để mà thích hợp. Tại vì lúc đó là em chuẩn bị có em bé nữa, cho nên giống như kiểu mình cố gắng vì con nữa anh. Cho nên hả, mình nghĩ mình yêu ông xã, cho nên mình hai vợ chồng mình cùng cố gắng dạng như vậy đó. Thì vậy thôi rồi nó sẽ qua. Thì bây giờ cho phép anh hỏi một chút về gia đình em, phản ứng của gia đình em khi nào khi biết là con gái mình sang sống ở một quốc đảo mà đại đa số, anh chắc chắn là đại đa số chưa bao giờ nghe tên. Lúc đầu thì ba mẹ em chỉ biết là em, tức là cũng có kể cho ông xã em, cũng có kể là ở bên đây là nó như thế nào đó. Rồi em cũng có chia sẻ với gia đình em là cuộc sống ở bên đây nó như vậy. Tại lúc chưa cưới là em cũng đã nói với lại gia đình em vậy rồi. Nhưng mà vấn đề đầu tiên là ba mẹ em cũng biết là mình không có phải là lấy một người châu Phi. Dạ, mình lấy cũng là một người châu Á, mình cũng là không phải là ở một cái gì nó tệ lắm. Tức là không phải là mình qua đây là mình ở nhà đất hay mình ở một cái gì đó, thì ba mẹ cũng lo những cái chuyện mà con cái vất vả thì không có chuyện đó. Với lại em là một người tự lập từ nhỏ, cho nên hả, ba mẹ em rất là ủng hộ quyết định của em. Lo lắng thì những lúc em gọi điện thoại về em kể bên đây nó có những cái gì thiếu thốn này kia nọ, nhưng mà ba mẹ cũng nói là thì con tìm cách để mà mình có thể mình sống tốt hơn, rồi hướng dẫn cho mình làm những cái món, nhưng ba mẹ để cho mình cảm thấy là mình xa nhà nhưng mà mình cũng có những cái gì đó để mà mình giống như ở Việt Nam mình vậy đó. Ba mẹ em không có lo lắng gì về vấn đề mà em ở xa ba mẹ hay là hết. Tại vì con lúc đó em lấy chồng là cũng lớn rồi, cho nên ba mẹ em cũng không có lo lắng gì nhiều hết. Vậy thì cái cuộc sống của em, thấy cuộc sống ở Comoros này như thế nào, em có thể kể cho khán giả nghe về cuộc sống ở đây được không? Lúc đầu thì mình ai cũng vậy á, từng thay đổi từ một cuộc sống rất là đầy đủ. Anh chỉ cần đi ra ngoài đường, anh thèm ăn ổ bánh mì thịt là nó có liền. Anh thèm ăn một tô bánh canh là nó có liền. Nhưng mà bên đây không có, bên đây mình phải tự làm hết. Cho nên nếu như những người mà ta thích cuộc sống mà điền viên, cuộc sống mà tự làm những cái món, tất cả các món mình thích nè, thì sống bên đây rất là thú vị. Thật sự rất là thú vị. Tại vì anh sẽ làm hết tất cả mọi thứ. Nó cũng có những cái đồ để hỗ trợ cho mình, nhưng mà như bánh mì thì đây cũng ta cũng có bán, chứ anh không bán. Tất cả các thứ như là người ta cũng có nhập, nhưng mà không có được đầy đủ như ở Việt Nam mình thôi. Thì mình tự làm những cái mà mình cảm thấy, như quần áo của mấy đứa nhỏ em á, thì có mấy bộ đồ bộ, ví dụ như bộ đồ như là mặc ở nhà đó thì em cũng sẽ tự làm nè. Rồi bánh mì em cũng tự làm. Đó là những cái mình tìm cái niềm vui trong những cái cuộc sống của mình. Cho nên càng ngày em cảm thấy sống ở đây rất là thú vị. Dạ. Thỉnh thoảng thì như có thời gian này cái nọ thì em sẽ đi về Việt Nam để thăm ba mẹ dạng vậy đó. Thì dẫn mấy đứa nhỏ đi về Việt Nam. Nói chung là sống ở đâu cũng vậy. Mình cũng phải làm, mình mới có ăn. Thì ở bên đây nó hơi bị thiếu thốn một chút xíu, nhưng mà tính ra cuộc sống này nó rất là thoải mái. Dạ. Nó không có ồn ào phức tạp giống như là ở Việt Nam mình nhiều. Nói chung ở Việt Nam thì sướng rồi đó. Ở Việt Nam em vẫn thích ở Việt Nam, tại vì ở Việt Nam gần ba mẹ mình, rồi mình cần cái gì nó cũng có hết á. Ở Việt Nam thì rất là tốt, nhưng mà vì cuộc sống thì mọi người sẽ đi ra nước ngoài ở, mọi người sẽ phải đi làm việc ở bên nước ngoài này kia nọ. Em không có chê là ở Việt Nam hay ở nước ngoài nó làm sao hết á, nhưng mà mình sống là để cho mình cảm thấy thoải mái. Mình sống ở đâu cũng được, miễn sao mình thoải mái là được rồi. Em có thấy sống ở đây nó thoải mái thì em sống ở đây. Thế em thấy thái độ người dân đối với người nước ngoài đi như thế nào? Người dân người ta có thân thiện, có cởi mở với người nước ngoài không? Ở đây người dân rất là thân thiện luôn á. Thật sự mà nói, anh có tin là
em có một số phần, một số thành phần cũng có một số người xấu, một số người tốt, nhưng mà thật ra đây em thấy đa phần là người dân rất là tốt, rất là thân thiện. Nhiều lúc mình ra đường mình không biết người ta sao đó, mà người ta chào mình giống như chang như là mình là người thân vậy đó. Rồi ra chợ người ta vồ vập với mình lắm, người ta madam này kia, cái nọ kêu vô rồi hả, này kia, rất là thân thiện. Với lại cửa đó, nhiều lúc mình để quên, mình không khóa cửa, mình cũng không sợ bị trộm nữa. Thật sự mà nói, ở đây á, mặc dù vẫn có những người xấu, nhưng mà không phải là em nói người nào, tất cả mọi người đều tốt, nhưng mà vẫn có người xấu nhưng vẫn có người tốt. Nhưng mà em nghĩ là đa phần là người ở đây dân rất là tốt. Đó là một điều rất là vui, tại vì anh cũng đã đi nhiều nước châu Phi và anh thấy là nhiều nước tình hình an ninh không được như vậy. Mà cộng vào thêm đó nữa, anh thấy Comoros là một nước còn khá nghèo đúng không? Thì là mà giá cả cũng không phải là thấp, giá cả đấy khá là cao. Em có thể cho khán giả biết là cái tình hình như thế nào, về lý do tại sao lại giá cả lại cao như vậy không? Thì anh nói chung là trên thế giới thì biết là cái tình hình dịch Covid là nó làm ảnh hưởng tất cả các nơi luôn, chứ không phải là chỉ có một mình Comoros. Thì Comoros là một cái nước mà không thể sản xuất được cái gì nhiều. Nó có sản xuất ví dụ như là đánh bắt cá này, hải sản này, tại vì nó là một hòn đảo thì nó cũng có những công ty của Trung Quốc qua đây người ta khai thác. Tại vì ở đây nó có lãnh sứ quán của Trung Quốc á, cho nên nó sẽ có khai thác cá, khai thác đá hay khai thác gì đó, thì nó cũng sẽ có những cái gì đó. Nhưng mà đa số những cái đồ thực phẩm nè, mấy cái đồ mà gia dụng, mấy đồ là đều phải nhập hết. Thì cái mức anh biết là do cái tình hình dịch cho nên cái mức thuế nó rất là cao, cái mức tất cả các thứ đều lên giá, ngay cả các tiền thuế, tiền nhập khẩu đó, cho nên nó cao. Và nó hồi trước thì nó không có mắc như bây giờ, thì bây giờ hồi trước nó cũng giá nó cũng cứ khoảng xem như Việt Nam mình, chứ nó không mắc, nó không có cao như bây giờ. Bây giờ thì nó hơi nhỉnh hơn một chút xíu. Nhưng mà so với lại mức sống ở đây á, thì cũng có nhiều dân có tiền dữ lắm. Nó không phải là nói nghèo, thì nó cũng nhìn thì mình nhìn thấy là mình nghèo, nhưng mà thực ra là đa số là có những người dân ở đây á, có người nhà đi Pháp. Thì có người nhà đi Pháp thì người ta bên Pháp người ta sẽ cố gắng làm, người ta gửi tiền về quê giống như người bên Việt Nam mình vậy đó. Thì lo cho gia đình đó. Mình nhìn thì người ta không quá chuyên diện nhiều, tại vì nhìn thấy có vẻ lam lũ, nhưng thực ra không đến nỗi nào tệ. Có thể đó là lý do, tại vì có thể là mỗi gia đình đều có một người thân sống ở nước ngoài, làm việc nước ngoài và gửi tiền để chu cấp cho họ đúng không? Tại vì anh thấy là bên cái cơ sở tầng bên đây không có lắm, và nói chung là đấy không có nhiều điểm du lịch lắm, và không hề là một cái gì đó địa điểm nổi tiếng cho khách du lịch. Và đây trong mấy ngày đấy anh chưa không thấy một bất kỳ một khách du lịch nào cả ở đây. Ở bên đây thì người ta không có khai thác du lịch nhiều, thường là bên này là có những cái có hai dịp lễ, em không biết còn lễ đâu nữa không, thì theo như em biết ở đây là chỉ có là cái dịp hè hoặc là dịp lễ Ramadan của ở đây á. Anh biết lễ Ramadan mà đúng không? Ramadan là người ta sẽ nhịn ăn cả ngày á, thì sau cái lễ đó người ta sẽ có người thân ở bên Pháp về, người ta sẽ làm đám cưới nè, tổ chức đám cưới, ta đem tiền về đám cưới rồi sẽ đi chơi, mua sắm, về thăm nhà vậy đó. Với lại một lễ nữa là hè. Hè thì thường là bên đó cũng có con cái về, rồi người ta sẽ đi chơi, về thăm gia đình vậy đó. Thì có hai dịp đó thì em nghĩ là nhiều khách du lịch, nhiều người về đây, và giá vé rất là cao, giá vé máy bay rất là cao. Tiện nói về việc máy bay thì khi mà muốn về Việt Nam hoặc muốn về Hàn Quốc thì bọn em bay từ đây theo đường nào? Hồi trước thì mình bay là nó có hai đường, một đường là đi Kenya, một đường là đi Ethiopia. Thì hồi trước lúc mà em mới qua là em đi hơi bị vất vả, lúc lần đầu tiên em đi là em sẽ đi của Kenya, đi từ Việt Nam qua bên Dubai. Từ Dubai em đi qua bên cái nước đó là nước gì đang bị chiến tranh mà bây giờ nó đóng cửa, nó Sudan. Dạ không, nó gần bên Đông Phi, anh, nó là nước gì ta? Ethiopia.
nước gì, tự nhiên nói, tự nhiên bây giờ đang nói phỏng vấn mà em quên, thì qua một cái nước đó, xong rồi transit ở đó, xong rồi mới bay qua bên Cây Nha, rồi từ Cây Nha nó mới về đây. Dạ, thì nó đi rất là dài dòng. Rồi bây giờ thì nó cái bây giờ thì mình đi dễ hơn, cái là đi từ Việt Nam qua Thái Lan, từ Thái Lan là em đi qua Ethiopia, từ Ethiopia thì mới qua đây, là bên Ethiopia nó sẽ transit qua một nước nữa là Tanzania. Tanzania nó có cái lãnh sự quán Việt Nam mình bên đó. Dạ, hồi trước em đợt dịch á, em về Việt Nam em sinh bé Úc á, là em về Việt Nam sinh là em đăng ký chuyến bay ở bên Tanzania. Dạ, đi chuyến cứu gì đó, chuyến bay gì đó cứu hộ đó, là đúng rồi đó, là đi đăng ký bên đó rồi mới về đây. Dạ, phải nói là anh rất mừng, rất là vui và rất ngạc nhiên, rất thấy thích thú vì đã gặp được em hôm nay. Tại vì là ở một quốc gia rất là xa xôi, hẻo lánh mà đại đa số mọi người chưa từng nghe tên, thậm chí anh cũng chưa từng nghe tên quốc gia này trước khi tới đây. Mà gặp một người Việt ở đây đúng là một điều không thể tưởng tượng nổi và một sự ngạc nhiên rất là thú vị. Vậy là anh đoán là khả năng là em là người Việt Nam duy nhất sống ở quốc đảo này. Em thì hình như là vậy á. Ở đây có một mình gia đình em là người Việt Nam ở đây. Rồi thỉnh thoảng thì cũng có những anh chị đi du lịch, đi công tác. Em không thấy du lịch, em chỉ thấy công tác thôi. Có nhiều anh chị làm ở như là ở Pháp nè, rồi qua đây đi công tác. Tại bên đây là cũng hồi xưa là của thuộc địa của Pháp, cho nên liên hệ với lại cũng có lãnh sự quán Pháp ở đây nữa nè, rồi mình cũng liên hệ được ở bên trường bên lãnh sự quán Pháp á, người ta qua đây người ta làm việc hay là gì đó thì cũng có gặp. Dạ, mà cũng không có gặp nói chuyện nhiều đâu, chỉ gặp chào rồi xong rồi thôi chứ cũng không có ra mà nói chuyện hay uống cà phê hay ăn uống gì đó. Dạ, tại vì ai cũng bận hết, người ta qua người ta làm việc á thì người ta đi xong rồi về thôi, thì chỉ có một mình gia đình em ở đây là sinh sống ở đây thôi. Dạ. Thế anh hỏi thật là cảm giác của em thế nào khi là người Việt Nam duy nhất sống ở một quốc gia, sống ở nước ngoài mà có thể nói là mình là một Việt kiều Comoros duy nhất. Dạ, hồi trước là hả, ở đây em có thêm một chị dâu nữa, chị cũng là người Việt, là hai chị em ở chung với nhau. Rồi bây giờ hai vợ chồng anh chị đó là để về Việt Nam rồi. Dạ, bây giờ hai chị đó, anh chị là đang ở Việt Nam. Thì hồi xưa, bây giờ hiện tại bây giờ thì cứ có một mình em thôi, chứ hồi trước là có thêm một chị nữa. Dạ, thì hai chị em ở chung với nhau, cũng tại chị đó là chị dâu của ông xã em, tại hai anh em lấy chồng hai người Việt. Dạ, đó thì cũng nhờ chị đó thì em mới gặp được ông xã em đó, cho nên bây giờ thì nó mới là một người duy nhất. Hồi xưa là không ấy, giờ không có vui đâu anh, nhiều lúc á hả buồn ghê lắm, muốn có người để gọi để mà nói chuyện á không có, rồi tự cặm cụi làm rồi hoặc là gọi điện thoại về nhà Việt Nam ở nhà nói chuyện với ba mẹ thôi, buồn lắm. Như có giống như là ở một cái cộng đồng nhiều người á, mình còn có gì mình còn chia sẻ được, có chuyện gì buồn hay gì mình còn có thể ra gặp uống cà phê nói chuyện, chứ còn ở đây ở một mình á mình cảm thấy cô đơn nữa. Không có ai để mà nhiều lúc không biết nói với ai á, buồn ghê lắm. Nếu mà có người qua xây sống nhiều thì nó lại vui. Kế hoạch tương lai của vợ chồng em thế nào, có về Hàn Quốc hoặc về Việt Nam sống không, hay là mình sẽ định cư ở đây lâu dài? Thì bây giờ là tụi em bây giờ đang có ba bé, thì ba bé phải đi học, mà cái cơ sở giáo dục ở đây nó cũng tốt anh, tại vì ba đứa nhỏ của em gửi cho trường của Pháp, hai đứa đầu thì gửi trường Pháp, thì đứa sau thì tụi em cũng sẽ gửi ở đó luôn. Thì đang học trong một cái môi trường nó rất là tốt, thì tụi em đang cố gắng cho bé nó đi theo cái trường đó để nó học luôn. Thì học ở đâu nó cũng vậy, nhưng mà ở đây thì cái học phí của nó không có cao. Học phí nó không có cao nè. Rồi cái môi trường nó rất là hiền, tức là rất là thân thiện với mọi người á, mà học sinh cũng rất là thân thiện và cô giáo cũng rất là thân thiện. Tại cô giáo là vừa có người Pháp và vừa có người dân ở đây nè, người Como nè, hướng dẫn để mà dạy học, cho nên bé nó sẽ thích nghi rất là tốt, tại ở đây từ nhỏ nữa. Nên vợ chồng em quyết định là sẽ ở đây rồi cho các cháu đi học đến khi nào mà mấy bé nó lớn, nó quyết định được cái cuộc sống của nó rồi thì nó thích làm gì nó làm. Rồi vợ chồng em thì chưa biết, tức là vẫn còn suy nghĩ, vẫn còn để đó, để mình coi nó làm sao để mình quyết định sau. Thì bây giờ cứ cố gắng đi làm rồi kiếm tiền rồi lo cho mấy nhỏ đi học rồi vậy thôi. Comoros không phải là một cái địa điểm du lịch nổi tiếng của khách du lịch. Vậy em có cái lời khuyên hoặc cái lời nhắn nhủ gì, em có khuyên người Việt Nam nên đến đây du lịch không, em có lời khuyên, có lời nhắn nhủ gì với cộng đồng người Việt mình không? Ở đây hả, tại vì ở Việt Nam mình cũng là biển
thì ở đây nó chỉ có biển thôi, mà ở Việt Nam mình thì biển nó nhiều hơn nữa đây nữa, tại vì Việt Nam mình là một đất nước rất là dài và rộng và lớn, cho nên nhiều nước khác thì nó cũng lớn thiệt, nhưng mà so với ở Comoros thì Việt Nam mình lớn nè, rồi biển cũng nhiều nè, rồi cũng có nhiều cảnh đẹp lắm. Nhưng mà qua đây thì thật sự là nếu mà ai mà cảm thấy thích khám phá, thích tìm tòi những cái mới, mấy cái lạ thì qua đây du lịch thì rất thú vị. Còn như những người mà chỉ là thích biển, thích chụp hình, thích những cái mà đơn giản thì ở Việt Nam mình du lịch tốt hơn, ở Việt Nam mình có nhiều cảnh đẹp hơn, em vẫn thích là đi du lịch ở Việt Nam mình hơn. Còn bên đây thì nói chung là ai có điều kiện, ai có những cái sở thích đó thì có thể đi qua đây du lịch. Qua đây thì em sẽ giống như em không có hứa là sẽ hướng dẫn hay là sẽ gì, nhưng mà có cần alo thì em vẫn sẽ tiếp đón, vẫn sẽ này kia nọ, tại vì có một mình em người Việt ở đây thôi và sẽ hỗ trợ hết sức em có thể. Anh xin hỏi em một câu nữa về là cái cảm giác của em thế nào khi em biết rằng là bây giờ đã có một người Việt đang ở đây và muốn gặp mình, đó là anh. Trời ơi, đầu tiên em nghe là em vỡ òa luôn. Em nói chung là ôi trời ơi, có người Việt qua đây hả? Trời ơi, qua đây làm gì ta? Qua đây hả? Ở đây hay là qua đây du lịch hay là qua đây làm việc? Tại vì trước đó thì em đã cũng có gặp một số người qua đây làm việc á, cho nên mình cứ nghĩ đầu tiên là người ta sẽ đi qua công tác, làm việc, chứ không nghĩ là anh qua đây du lịch. Em cũng không nghĩ đâu. Thì cảm thấy rất là vui, trời ơi, mong đi xuống gặp anh liền luôn á. Mà nhiều lúc hả, công việc mình không có thể nào đi liền được, mà cứ mong thích có người Việt qua đây ở, rồi có người Việt qua đây gặp, nói chuyện. Thì đó giờ toàn gọi điện thoại nhà tiếng Việt không, chứ đâu có gặp người ngoài đâu. Với lại em hồi xưa, em nói chung là thích nói chuyện. Em rất là thích nói chuyện, tám được cả tiếng đồng hồ với lại chị dâu nè, với lại ba mẹ, với cô gì đó. Buồn á anh, là cứ ai mà có rảnh gọi điện thoại cho em là cứ nói. Nhiều lúc em cũng cảm thấy ngại đó, em nói trời, nhiều lúc con xin lỗi nha, con nói nhiều quá. Bởi vậy mới hiểu cảm giác cái người mà không có ai nói chuyện á, sau rồi gặp được người nào rảnh là cứ nói chuyện suốt, cứ có chuyện gì là lôi ra kể. Nhiều lúc á hả, kể đi chợ có mua được bao nhiêu cái gì cũng kể cho ba mẹ nghe nữa đó, tại vì cảm thấy nó rất là buồn chán anh. Chào chú. Bonjour. Con nói tiếng Việt nào, con nói tiếng Việt đi. Con nói tiếng Việt, đừng nói tiếng Việt thế nào. Nói tiếng Việt gì á? Chào chú. Chào con. đây là em này, em. Bé thứ hai à? Bé thứ hai đúng rồi. Bé thứ hai đó, mới đi học về đó anh. Có gì khoe đây? Được 4 sao luôn hả? Jeon. Được 4 sao. Jeon. Chào chú. Thế con bao nhiêu tuổi? Con tên gì? Đúng rồi, con giới thiệu mình một chút bằng tiếng Việt nào. Con tên là Hyun, con 9 tuổi. Thế con sống ở Comoros được bao lâu rồi? Con sống được 9 năm rồi. 9 năm ở đây rồi. Em sinh ở đây nhỉ? Sinh ở Việt Nam. Dạ. Sinh ở Việt Nam nhỉ? 5 tháng là đã về đây. 5 tháng về đây. Ừ. Thế con còn có nói được thêm một chút tiếng Việt nào nữa không? Con không biết câu chuyện gì để nói. Con không biết chuyện gì hết à? Chú hỏi con đi để con sẽ trả lời. Đúng rồi. Thế con có thích ở Comoros không? Có thích về Việt Nam sống không? Không. Không thích về Việt Nam. Về Việt Nam, mẹ về Việt Nam thì con đi. À, mẹ đi đâu thì con đi đó đúng không? Ừ. Thế ông bà con sống ở Việt Nam hay sống ở đâu? Dạ, đang ăn nè. Dạ, sống ở Việt Nam. Ông bà sống ở Việt Nam, sống ở thành phố nào? Thành phố Hồ Chí Minh. Thế con có thích về Việt Nam không? Dạ thích. Con thích về Việt Nam. À, thế con đã về Việt Nam bao nhiêu lần rồi? Con về được 4 lần. 4 lần rồi. À, thế con thích điều gì nhất ở Việt Nam? Đi bơi với cậu. Đi bơi với cậu. À, thích đi bơi với cậu ở Việt Nam nhất. Hai em này trông rất đẹp trai đúng không? Em là giống bên ngoại nhiều. Thế ở đây con có nhiều bạn không? Nhiều bạn là người người bản địa đúng không? Người Comoros đúng không? Dạ con có nhiều bạn. Không có nhiều bạn nữa. Con chỉ có vài bạn thôi. Có vài bạn thôi. Ừ. Thế ở lớp thì con học, con nói tiếng gì? Nói tiếng Pháp. Con thích môn nào nhất? Con thích môn toán. Thích môn toán nhất. Ừ. Thế giáo viên của con là người nước nào? Người Pháp. Người Pháp. Ừ, thế con hiện bây giờ con nói được tiếng Pháp này, nói được tiếng Việt này, nói được tiếng Hàn Quốc này đúng không? Dạ. Wow.
9 tuổi mà đã được 3 ngôn ngữ rồi, nói tiếng Việt rất là giỏi nữa. Thế thì vậy chú cảm ơn con. Dạ. Chú cảm ơn con và chúc con học giỏi nhé. Dạ. Rồi, rồi. Rất cảm ơn Trang đã đồng ý tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và chắc chắn đây là một câu chuyện rất lý thú dành cho các cái cho khán giả Việt Nam mình. Em cảm ơn anh đã qua đây gặp em, tại vì em cũng không ngờ đó là anh em mình nó có duyên gặp nhau như vậy. Tại vì mới gọi buổi sáng mà hôm nay, ngày mai là anh đi rồi mà hôm nay vẫn còn gặp được, là em cảm thấy nó rất là có duyên luôn á. Em chúc anh á hả luôn luôn thành công trong cái kênh của anh nè, rồi hả sẽ đi được nhiều nước, sẽ khám phá được nhiều nơi nó thú vị hơn ở đây nữa. Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe nữa. Cảm ơn em rất nhiều và chúc gia đình làm ăn phát tài, lúc nào cũng nhiều sức khỏe, và chúc mọi